Nô 1, Roman, trọng cánh, Tiểu Bích Long, cầm lại cầm bàn. Đội bạn Miwan, Miwan IA, 2 Summer, 2 Summer, 1 Miwan, 1 IA. Đây là game thủ Lý Tiểu Long, tức game thủ CM96 còi. Anh đang được cầm Egip ở ngoài cánh. Một trận cầm Roman trong cánh, quần sắp xếp là không hợp lý cho lắm. Đã có một tên F3 nhớ map của Teo. Hồi chuyển qua màn hình máy của game thủ trẻ đây. Thì mà anh cầm Egip ngoài cánh. Một trận này sẽ có một trận dâng L treo cánh để cho game thủ màu 7 này có thể dâng đánh cung tại nhà. Khi mà hai nhà cung ở ngoài cánh sắp xếp là không hợp lý một tí nào. Rồi trở lại tiếp tục với trận đấu. Một bài cầm Egypt nền đất là xanh mượt. Bãi cỏ đầu tiên 7 cây. Gỗ thì cũng tương đối gần. Đây rồi, có voi đây rồi. Đôi hay không? Vâng, một con voi. Có bãi hiêu luôn. Tôi nghĩ đây sẽ là bãi hiêu phụ thôi. Bãi hiêu chính sẽ rất gần nhà. Đây rồi, lại tiếp tục một voi nữa. Vâng, đôi voi. Ba voi, có bãi cỏ phụ. Một bài là tương đối giàu có của game thủ màu 7. Chúng ta có thể thấy một trận thi đấu mà hai nhà cung được đẩy ra ngoài. Nhưng mà đội bạn chỉ có Summer thôi, không đáng kể. Khi mà cung đội bạn chỉ có dân là chỉ thì cung so với bên mình thì vẫn kém hơn. Lại vòi, lại đôi vòi, nhả 5 vòi. Cực kỳ mắc binh cho game thủ màu 7. Một bài nhà 5 vòi, hai bãi hiêu, hai bãi quả. Trận này mà cầm pơ thì chém luôn pít cả ba nhà bên bạn. Rồi, con voi tương đối ngoan. Đang đưa về rất từ từ. Rồi, nằm xuống. Rất đẹp. Tiếp tục đưa voi về. Thôi, đã qua màn hình máy của các nhà xem. Vô thường, có hiêu về. No 1. Vâng, No 1. Roman, đôi voi. Có thêm đồ gì ăn chưa anh? Vẫn đang tiếp tục cắm cờ. Vẫn chưa thấy gì. Một bài đói sao? Anh Tiểu Bạch Long đâu? Có một con hiêu về nhà. Đang dắt một con voi từ rất từ tốn. Đây rồi. Có bài quả phụ đây. Pan 16 dân. Vẫn chưa ngừng xin dân. Nằm xuống. Rồi, tí thì khoảng con dân. Cho nên anh Tiểu Bạch Long sẽ đánh 18 dân. Tôi nghĩ kích ở tầm 8 phút 20. Hai bài quả phụ. Đây, bài pan cũng gọi là được. Thôi chuyển qua màn hình máy của Dương Còi. Đây rồi. 4 voi về nhà, vẫn còn một con voi nữa. Tiếp tục cắt dần câu voi về. Một bài 20. Trần Anh sẽ đánh cung. Đánh đóng nhà BE 24 dần rồi. Đây rồi, bãi quả phụ 6 cây. Lọc càng thêm lọc. Rồi, kích đời 26 dần 8 phút tròn. Đã qua anh vô thường. Nhưng anh cầm hit đi ngoài cánh. 25 dân vẫn chưa ngừng xin dân. 26 dân rồi, đây có voi. Có nên đi sâu một tí nữa xem đôi voi hay một voi hay không. Vâng, 8 phút rưỡi anh có thể kích được đời. No 1 đâu? No 1 nghèo quá. Úp lô ở đâu đây? Đây rồi. Có cầm thủ màu 2, có cầm thủ màu tí. Đây rồi, 3 voi. Đập lô là khá chuẩn đấy. Nhưng mà số lượng thịt của anh vẫn đang đằng 400. Đến với màn hình máy của game thủ coi. Anh 26 dân và đánh cung. Voi dâng là chéo cho chưa? Không có hốc hay sao? Hốc này thì rộng quá.
Rồi lên đời xong. Đóng nhà điều kiện. BA chuẩn bài. BM ở đâu đây? Khi mà số lượng thịt là dồn lên gần 1.000 rồi. Rồi BM ở đóng đây. Đôi bạn lên đời là rất sớm. Các thủ màu 6 đang có điểm cao nhất bản đồ khi anh đang đi dò rất là rộng. Đập lâu giữa bản đồ. Rồi đóng ruộng đi anh. À không, thu hốc. Phía trong này vẫn còn một đàn hiêu. Và bay quả phụ vẫn chưa ăn xong. Tôi chuyển qua màn hình máy của Nô 1 đâu rồi. Máy tham lại 26 đã kích đời. Đã kích được đời là may mắn lắm rồi. Chào cánh long đâu, đây đã xuất giò. Chào cánh, vâng không dâng lờ chào cánh mà dâng lờ đánh lờ tại nhà và chào cánh cũng được. Anh chào cánh cho game thủ màu 7 đây rồi, có màu 3 đây rồi, game thủ quýt. Vẫn chưa gặp game thủ màu nào. Đi là rất sâu rồi, đây rồi, có game thủ màu 3, quýt đây rồi. Vẫn chưa lên đời. Rồi, vừa nhảy đời. Đồ ăn kích đời cũng là tương đối sớm. Con giò đầy đủ công giáp, có ăn fit được đống nông dân đấy không? 2 BL sóc đều. Vẫn còn rất nhiều đồ ăn hoàng dành cho anh Tiểu Bạch Long. Thôi chuyển qua màn hình máy vô thường. Vô thường đang xin gỗ, đây rồi. Có hốc. Đã không kín được hốc. Còi đây. Còi đang 27 với 26 dân và một con cung tê. Anh xem lòng dưới này có hỏi hay không. Tôi nghĩ là sẽ hỏi thôi. Vâng, 3 BA, vâng, BA từ từ. Số lượng gỗ là 5 lít gỗ. Đóng BN rồi. Tôi xem trở lại màn hình máy game thủ anh Tiểu Bạch Long. Anh Tiểu Bạch Long chém mày này. Gặp một game thủ màu 4. Thông báo về 2 đã fit. Anh Tiểu Bạch Long 1 đang chém rất tươi. Màu 5, lồng bãi gỗ chúng ta có thể nhìn thấy. Rất ảo. Rồi thằng này là 27 khi một trận này nâng một lên đời là rất muộn. Nhưng mà anh đã chém nó cũng rất nhiều rồi. Hai nhà chém đang phát huy là khá được. Thông báo về đơn đỏ màu 2 đang yếu, đang thủ tí. Đây rồi, chém ruộng cũng lao vàng. Các bạn đã phái nhà chạy. Thôi trở qua màn hình anh Tiểu Bạch Long cầm hiên cầm ban tham này 26. Đây rồi, các bạn quả phụ ăn hoang đây rồi. Con nông dân đánh như HS mang dân từ một khoảng cách khá xa về nhà về chữ BS của mình. Đang dồn một cân lạc đà đâm thẳng vào nhà màu 3. Đây rồi, đang có rất nhiều nông dân ở đây. Bãi vàng chưa bo bế. Đã có bánh xe. Đây rồi, bãi quả đây rồi. Mình tới lòng ăn hoa, không nóng ruộng. Đây là đà bàn của là rất gắt. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long. Khi mà một bài anh cầm bàn, bài anh ăn hoang khắp bản đồ. Đang chém được khá tươi nhà màu 3. Đây rồi, có cung rờ của game thủ màu 7. Rồi lên chém 4. Rất phiêu. Hôm nay là 30. Lượng vàng là cũng là tương đối nhiều. Game thủ màu 3 kiểu quay lại chém đi anh. Rồi, văn lơm đi sai. Tỷ số là 2-0.